Kính thưa quý vị, theo quan niệm của người xưa luôn luôn là thế, nếu trong ngày lễ thành hôn, chú rể hôn vào má cô dâu, anh chị sẽ có 5 trai và 1 gái. Còn nếu như chú rể hôn vào tai cô dâu sẽ là 5 gái và 1 trai. Còn một nụ hôn vào đôi môi nồng thắm và gợi cảm sẽ là 1 trai 1 gái. Và anh Hùng thân mến, ngày hôm nay nhà là nhà anh, cô dâu là vợ anh muốn hôn vào đâu là tùy anh. Kính thưa quý vị, một câu hỏi cuối cùng trước khi nụ hôn được thực hiện với cung bậc yêu thương mà chú rể muốn dành cho cô dâu, đó chính là anh đã hôn cô dâu lần nào chưa? Khai thật. Nhiều. Nhiều rồi phải không ạ? Nhưng nhiều là bao nhiêu lần thì quý vị hãy cứ nhìn cái cách chú rể hôn cô dâu có chuyên nghiệp không là quý vị biết ạ. Để một nụ hôn thành công nhất, tôi yêu cầu cô dâu quay một góc 37 độ 5 về phía chú rể. Xin mời chú rể hãy quay một góc 45 độ 7 về phía cô dâu. Sẵn sàng chưa ạ? Xin mời cô dâu đặt tay lên eo chú rể. Chú rể đặt tay lên vai cô dâu đi ạ. Hàn Quốc và phim trường Hồng Kông thôi ạ. Và tôi đề nghị các em nhỏ dưới 16 tuổi nhắm mắt lại tránh tình trạng phê. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Và khi tôi đếm xong thì anh hãy đặt một nụ hôn nồng cháy lên gương mặt của cô dâu, đồng ý chưa? Sẵn sàng chưa? Trước khi tôi đếm, đề nghị quý vị một tràng vỗ tay ạ, xin mời. Và ngay bây giờ, giây phút yêu thương nhất trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ được diễn ra.